Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lý Thị. Trong khoảng thời gian gần đây thì mình có một số các cái khóa học mà cá nhân, và thông qua các cái video sắp tới đây mình sẽ muốn chia sẻ một chút những cái bài học, những cái thông điệp mà mình muốn gửi tới các bạn mà mình đúc rút được từ những cái khóa học đó. Chúng ta hãy coi đây là những cái chuỗi bài chia sẻ rất là thân thiết. Mà mình trong cái quá trình học tập và luyện tập thì có đúc rút lại được và muốn chia sẻ lại cho các bạn nhé. Nó cũng rất là ngắn thôi, và mong nó sẽ truyền được cảm hứng cho các bạn trong cái quá trình mà học tập, luyện tập và học tập tiếng Nhật nhé. Lý do mà mình bắt gặp cái câu nói này để có thể chia sẻ được với các bạn ngày hôm nay bắt nguồn từ một cái khóa học thiền mà mình học vừa mới tuần trước đây, của thầy Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch tập đoàn Sách Thái Hà. Câu này là của mẹ Teresa, nói về việc là chúng ta hãy luôn nở với nhau một nụ cười khi mà gặp nhau. Trong cái khóa học của thầy Nguyễn Mạnh Hùng thì có một cái chủ đề đó là thiền cười. Và đây cũng là cái câu mà thầy trích sẵn ra và muốn chia sẻ lại với mọi người khi mà thực hiện cái việc thiền cười đấy. Thì câu này trong tiếng Anh ấy, thì nó có cái nội dung như sau là "Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love." Và tiếng Nhật khi mà mình tra từ cái câu tiếng Anh này ra thì nó ra cái câu tiếng Nhật như thế này: "Itsumo otagai ni egao de au koto ni shimashou. Egao wa ai no hajimari desu kara." Tiếng Việt thì mình cũng có tra ở trên Google và người ta có dịch ra như sau là chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là bắt đầu của yêu thương. Trong phần tiếng Nhật mình sẽ có một số các cái điểm lưu ý mà mình nghĩ là chúng ta sẽ có thể áp dụng vào trong thực tế, đó là koto ni suru. Koto ni suru là một cái cấu trúc khá là basic và chúng mình sẽ cùng đến nội dung chi tiết của đoạn sau. Otagai ni thì nó bằng với isho ni, và cùng với nhau, lẫn nhau, hoặc làm cái gì cùng nhau thì sẽ dùng cái từ này. Còn hajimari là dạng danh từ và nó được bắt nguồn bởi hajimarimas là động từ hoặc là hajimaru. Và mình sẽ đến với cái cấu trúc là koto ni suru được sử dụng trong trường hợp là thể hiện cái sự quyết định của bản thân, sự lựa chọn của bản thân. Nên là trong cái câu này mình dịch là hãy làm cái gì đó, và bản thân trong tiếng Anh ấy nó cũng dùng là let, đúng không, là hãy cho nhau những cái nụ cười khi mà gặp nhau. Thế nên là trong khi mà các bạn muốn viết một cái câu nào đó thể hiện cái sự lựa chọn hay là sự quyết định của bản thân thì hãy sử dụng cái cấu trúc này. Ví dụ như là mình muốn nói là tôi quyết định là sẽ ăn kiêng từ ngày hôm nay chẳng hạn, đúng không? Thì kyo kara daiet to suru koto ni suru chẳng hạn. Hoặc là tôi sẽ quyết định là hôm nay đến cái buổi party đấy và tôi không có uống rượu chẳng hạn. Thì là osake o nomanai koto ni suru chẳng hạn. Hoặc là hôm nay là tôi sẽ đi thang bộ chứ tôi không sử dụng thang máy nữa chẳng hạn. Thì là elevator o tsukawazu ni kaidan o tsukau koto ni suru chẳng hạn. Thì koto ni suru ở đây là thể hiện cái sự lựa chọn hay là sự quyết định của bản thân mang tính chủ quan, và mình sẽ dịch là hãy, đúng không? Còn cái ai no hajimari thì hajimari này, owari và kairi cũng như là nomi ở đây các bạn thấy nó bắt nguồn từ động từ là hajimaru này, hoặc là hajimarimasu này, owaru owarimasu này, kairu kairimasu này, nomu nomimasu này. Thì mình bỏ cái hậu tố mas ở đằng sau đi và mình sẽ dùng các cái từ này ở dạng danh từ được và nối với lại các cái danh từ khác. Nên là trong cái câu này nó sẽ là gì đây? Ai no hajimari là cái nụ cười, chính là cái điểm khởi nguồn hay là điểm bắt đầu của tình yêu thương này. Còn cái bên trên ở đây thì là itsumo là chúng ta hãy luôn luôn, đúng không? Chúng ta hãy luôn, koto ni suru là hãy chọn cái cách, hoặc là chúng ta hãy luôn gặp nhau, au koto, gặp nhau bằng với nụ cười. Và đó là cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Rất mong cái phần cấu trúc này sẽ giúp cho các bạn trong cái quá trình mà viết và cũng như là đọc thực tế. Mình hãy phân tích những cái cụm nho nhỏ như thế này và mình nghĩ là nó sẽ có ích cho các bạn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ra nè.